Như vậy thì mình có quý người đó hay là mình cho người khác tặng cho mình một món quà mà mình nhìn mình dửng dưng, chẳng vui chẳng buồn, chẳng yêu chẳng ghét, chẳng thích mà cũng chẳng không thích, thì cái lúc ấy mình có ai luyến cái món quà đấy không? Vậy thì thọ duyên ái trong trường hợp này là nó duyên ái như làm sao? Đối với một cái bậc đã hết phiền não, tức là một bậc thánh A-la-hán ấy, thì lúc nào cũng thản nhiên với tất cả cảnh trần, luôn đi với thọ giả, không sinh khởi tham ái. Nên là đối với một bậc thánh A-la-hán nhé, thì lúc nào cũng thản nhiên hết, nhìn thấy mắt đẹp, mắt nhìn thấy sắc đẹp cũng thản nhiên, sắc xấu cũng thản nhiên, nghe âm thanh hay cũng thản nhiên, mà giờ cũng thản nhiên, mũi mà ngửi cái mùi thơm mùi thối cũng thản nhiên, lưỡi mà nếm cái vị ngon vị dở cũng thản nhiên, thân mà tiếp xúc với cái khổ cái lạc cũng thản nhiên, ý tiếp xúc với cảnh gì nó cũng thản nhiên, thì đấy là bậc A-la-hán. Còn lại đối với phàm phu và hữu học thì sáu căn tiếp xúc với trần cảnh tâm thức thản nhiên sinh thọ giả, vì trần cảnh đó đã trở nên quen thuộc, nhưng mà nó vẫn sinh ra dục ái, hữu ái hoặc phi hữu ái, cho nên là thản nhiên. Một người ưa thích tiền thì thuộc về tham ái cái gì? Nhưng mà bây giờ ai cho mình tiền thì thích quá, ui thích quá thích quá. Ai cho mình một cục vàng mình cũng thích quá. Thì cái đấy là mình tham ái cái gì? Tiền là giấy. Bây giờ cho mình một tờ giấy với một đồng tiền thì mình sẽ chọn cái gì? Chọn đồng tiền mà mình xong mình chọn giấy, tiền nó cũng là giấy mà. Một cái tờ giấy xem là vẽ vào đây chữ 500.000 đồng, với một đồng tiền mình vẽ vẽ vào đấy chữ 5.000 đồng, chọn cái gì? Chọn tiền. Tại sao mình vậy? Thì lúc đấy nó là cảnh gì? Cảnh sắc hay cảnh thanh hay cảnh hương hay cảnh vị hay là cảnh xúc? Tiền nó là cảnh gì mà mình lại thích? Có phải cảnh sắc không? Mà có người nói ngày mai tôi cho 100 triệu nhé, có thích không? Thì nó là cảnh gì? Có người lại hỏi là cách đây 1 năm tôi đã cho 100 triệu anh còn nhớ không? Thì nó là cảnh gì? Vậy thì ưa thích tiền nó thuộc về cảnh sắc thanh hương vị hay xúc hay pháp? Nó phải là cảnh pháp ấy. Tiền có thể mua được cả 5 thứ dục sắc thanh hương vị xúc, nên ưa thích tiền là tham ái ngũ dục. Cái đấy nó thuộc về cảnh pháp. Ưa thanh hương vị xúc. Chứ còn bây giờ mình đưa tiền cho một đứa trẻ thì nó có thích không? Nó chẳng biết gì cả. Nên bây giờ có một cái đồng tiền ở một cái nước khác đến cho mình mà không dùng được thì nó cũng chẳng có giá trị, thì mình không thích. Cũng một cái đồng tiền đấy mình bây giờ ở Việt Nam thì nó có giá trị, nhưng mà mình đi ra đến nước ngoài một cái nó hết giá trị luôn, nó thành giấy luôn. Vì cái tiền đấy nó không mua được sắc, không mua được thanh, không mua được hương, không mua được vị, không mua được xúc, không mua được cái gì cả, thì nó trở nên hết tham ái với nó. Vì nó ở Việt Nam nó còn có giá trị, vì mình có thể dùng để xài được, cho nên là nó có giá trị. Tham ngũ dục thì sẽ khổ về cái gì? Tham ngũ dục thì khổ về ngũ dục. Khi bị người khác mắng chửi mình khởi lên tức giận thì có cảm thọ gì? Do cái gì xúc sinh, sinh với tâm gì? Thọ đó là duyên cho tham ái với cái gì? Thì mình tức giận bị người khác mắng chửi, đó là thọ ưu. Thọ do nhĩ xúc sinh, sinh cùng với tâm sân. Thọ ưu đó làm duyên cho tham ái với cái thân năm uẩn yêu quý này. Thọ ưu sinh nên với tham ái năm uẩn sinh. Thọ ưu là nhân tham ái năm uẩn là quả, ái năm uẩn thì khổ vì năm uẩn. Để ái nó là nhân của khổ mà. Mình ái cái gì thì mình sẽ khổ vì cái đấy. Vậy có một cái người khổ sở để đi kiếm tiền là người đó ái cái gì? Ái vì tiền, ái vì một cái mà mình đang đang nhắm đến cái mục đích, nhắm mục đích lấy tiền để làm gì? Ái năm uẩn thì khổ vì năm uẩn. Mình yêu quý năm thân năm uẩn thì mình khổ vì cái thân này.
Khi có người thân qua đời, mình thường than khóc thảm thiết thì có thọ gì do cái gì xúc sinh, sinh với tâm gì, đó là làm duyên cho tham ái với cái gì. Khi có người thân qua đời khóc, đó là thọ yêu. Sầu yêu khi nhìn là do nhãn xúc sinh, sầu yêu khi nghe người khác khóc là do nhĩ xúc sinh, sầu yêu khi tưởng nhớ lại người thân là thọ do ý xúc sinh, sinh cùng với tâm sân. Thọ đó trợ duyên cho dính mắc với năm uẩn của người thân. Do thọ yêu sinh nên tham ái với năm uẩn của người thân sinh. Thọ yêu là nhân, dính mắc với người thân là quả. Ái người thân thì khổ vì người thân. Thế bây giờ mình bảo thôi tôi chẳng tham ái với ai, chẳng quý ai nữa, chẳng yêu ai nữa, thì nó có hết khổ không? Ái người thân thì khổ vì người thân, càng có nhiều người thân thì càng khổ nhiều. Mỗi một người thân nào cũng phải chết mà, mỗi một chết thì mình lại sầu bi, lại khóc. 10 người chết thì phải khóc 10 lần, 100 người chết thì phải khóc 100 lần. Thế bây giờ cả cái nàng này đều là người thân của tôi hết, ngày nào cũng có người chết thì ngày nào tôi cũng phải khóc à? Bây giờ mà thôi tôi chẳng làm người thân với ai nữa, ai là người dưng hết đi. Người dưng hết thì đến lúc mình chết thì có ai khóc không? Đến lúc mà mình chết mà không ai khóc thì mình có tủi thân không? Mà sao không ai khóc tôi một tí hả? Tôi đỡ tủi thân hả? Thường thường người ta sợ bây giờ mình không đối xử tốt với người ta, đến lúc mình chết không ai đi đưa ma. Lúc đấy tủi thân. Được người bạn thân tặng cho một món quà, mỗi khi nhìn quà lại nhớ đến bạn thân, đó là thọ gì? Thọ do cái gì xúc sinh, sinh cùng với tâm gì, trợ duyên cho tham ái cái gì? Có cái cảnh, nó có cái chuyện này xảy ra. Tại sao mà khi mà kết bạn với ai nó phải tặng cho người đó một món quà gì đó, kỷ niệm ấy, có phải không? Có phải mình hay kỷ niệm cho bạn thân một cái gì đấy không? Để làm gì? Thì mục đích là người kia lúc nào cũng phải nhớ đến tôi, cái quà này nó lúc nào cũng phải nhớ đến tôi. Thọ đó là do yêu, đó là thọ yêu, do ý xúc sinh, sinh cùng với sân. Thọ yêu trợ duyên cho tham ái với bản thân, ái bản thân thì khổ vì bản thân. Có nhiều bản thân thì mình cũng sẽ khổ nhiều. Mỗi một khi nhớ bạn này lại rơi lệ. Cứ nhớ, cứ nhìn thấy cái kỷ niệm đấy lại nhớ, cứ nhìn thấy cái kỷ niệm lại nhớ. Thì bây giờ mà muốn hết cái khổ đấy thì làm sao? Vứt cái kỷ niệm đấy đi, vứt cái mà người ta kỷ niệm, hoặc là giấu kỹ nó đi, kỹ nó đi thì nó đỡ khổ, đỡ thương, đỡ nhớ. Tại sao nỗi nhớ lại đi kèm với tâm sân? Là đang sân với ai? Cái lúc mà mình nhớ ai, nhớ người thân, mình đi xa mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Cái lúc ấy mình nhớ nó yêu, mà yêu thì phải đi với sân. Vậy lúc ấy mình sân với ai? Mình sân lúc ấy mình trách ai? Mình trách trong người thân không đến thăm tôi à? Hay là làm sao? Nỗi nhớ sinh ra từ tham ái, tham ái mà không được thỏa mãn thì sinh ra sầu yêu hay sân, đó là sân vì không được tỏa ý. Đó chẳng qua nó chỉ là sân mà mình không được, mọi cái nó không được như ý của mình thôi. Một người khi nghe giảng Phật Pháp nói có cõi chư thiên, có cõi địa ngục, người đó khởi cái tâm hoài nghi, không biết những cái cõi đó có thật hay không. Như vậy thì nó có thọ gì, sinh cùng với tâm gì, do cái gì xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cái gì? Nhưng bây giờ mình có nói chư thiên với địa ngục thì mình có tin không? Có tin, nhưng mà có lúc nào mình có người khác nói là cái không có đâu, chư thiên cũng không có mà địa ngục cũng không có đâu, chết rồi là hết, chẳng có cái cõi nào khác, thì người ta nói vậy mình có tin không? Mình không tin. Thế nên người ta bảo thế bây giờ chứng minh địa ngục đâu, chư thiên đâu, nó bay mãi chẳng thể lên đến trời,
sa đào mãi không xuống địa ngục. Thì lúc đấy mình sẽ hoài nghi. Như vậy thì nó là, đó là thọ giả, thọ do nhĩ xúc sinh, sinh cùng với tâm si hoài nghi, trợ duyên cho phi hữu ái. Cái mà tâm mà mình hoài nghi ấy, thì nó cũng sinh ra cái tâm tham ái với sự không hiện hữu của các cõi hóa sinh. Mình tham ái đối với lại một cái sự mà nó không có, một cái sự không có hiện hữu, nó cũng là một cái tham ái, cái sự tham ái và chấp thủ. Phi ái, phi hữu ái là tà kiến sâu nặng nhất, thì sẽ khổ lâu dài trong địa ngục. Là một cái người mà luôn luôn có cái sự bác bỏ về cái luật nhân quả, bác bỏ về cái nghiệp và quả của nghiệp ấy, thì cái người đấy là phi hữu ái, tham ái đối với sự không hiện hữu. Và cái người đó có tham ái là chết rồi là hết, nên chẳng có gì phải lo cả, chẳng có gì phải lo, chẳng có gì phải sợ. Cứ sống mình thích cái gì thì mình cứ làm cái đấy, thì cái đấy gọi là phi hữu ái. Thì cái người đấy là một cái tà kiến sâu nặng, và cái người đấy có cái tà kiến đấy thì sẽ ở trong địa ngục lâu dài. Có người thân qua đời, mọi người thường tổ chức lễ tế lễ rất trọng thể, cung cấp cho người chết đủ những thứ cần dùng, họ rất thành tâm và hoan hỉ về điều đó. Vậy đó là thọ gì, đi cùng với tâm gì, rồi cái gì xúc sinh trợ duyên cho tham ái với cái gì. Vậy không, thường thường là có người chết thì mình theo cái tục lệ mình sẽ cúng bái cúng tuần nhất này, xong là cúng tuần hai, tuần cho đến tuần bảy này, xong mỗi năm lại có một lần giỗ này, xong mỗi năm lại có rằm tháng bảy này cúng này, đầu năm cũng cúng, cuối năm cũng cúng này, có việc gì cũng cúng, cũng dâng cái này lên cái kia lên, cúng cho người đã mất, cung cấp cho người chết đủ thứ. Thì đó là thọ gì, đó là tâm gì, trợ duyên thì đó là tham ái cái gì, đó là thọ hỷ sinh cùng tâm tham tà kiến, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tâm hữu ái, tham ái với sự hiện hữu của linh hồn. Tham ái với phi hữu là tham ái với sự không hiện hữu, còn hữu ái có nghĩa là tham ái với sự có hiện hữu. Nó có hai cái loại tà kiến, một cái loại tà kiến nói là chết rồi là hết, một cái loại tà kiến là chết rồi vẫn còn mãi mãi, chết rồi vẫn còn như sống. Có người tà kiến là chết rồi vẫn như là còn sống, vẫn có thể ăn, vẫn có thể có cuộc sống, vẫn cần phải ở. Chết sống sao chết vậy, có người ta nghĩ là sống sao chết vậy. Cho nên là người ta cung cấp cho người chết đủ mọi thứ, cho nên người ta cúng bái cho người chết hưởng. Người ta cúng bái, đây là cái quan niệm của dân gian, người ta phải, thì người ta phải làm những cái món đồ ăn để người ta cúng cho người chết ăn. Ái hữu ái thì sẽ khổ về vì mê tín dị đoan. Cái người mà có cái tham ái còn hiện hữu này thì sẽ khổ vì suốt ngày phải đi xem bói để xem là cái người chết nó muốn nói gì. Người chết thì họ cần gì, họ cần tiền thì cung cấp tiền, cần quần áo, tiền nhà, cần nhà cửa, hay là họ cuộc sống họ có no ấm, có đầy đủ không. Suốt ngày ăn đi xem bói, rồi là về cúng tế. Đấy là ái với cái sự hiện hữu, nó cũng là một loại tà kiến. Ái với cái sự hữu ái này thì sẽ khổ vì mê tín, và cái người đấy cũng sẽ khổ vì đến lúc sắp chết là cũng hay lo cho đến lúc người ta chết rồi. Bây giờ ta già, ta rụng răng rồi, đến lúc chết rồi thì ta không ăn được những cái đồ khô, nên phải cúng ta những đồ mềm, những thức ăn mềm. Những cái người nào nghiện rượu phải bây giờ phải huấn luyện cho con cái nó uống rượu, thì sau này nó mình chết thì nó mới cúng rượu cho mình. Thì nó thường thường là như vậy. Nhưng mà cái người nào ăn chay thì no, chết rồi mấy đứa con thì nó không biết ăn chay, sau này mình chết rồi nó cúng đủ mặn thì mình ăn làm sao, có no vậy không. Nên mấy người ăn mặn thì no, thì mấy đứa con ăn chay thì sau này nó cúng cái đồ chay này, nó không cúng đủ mặn cho mình. Thì cái người đấy là tham ái đối với cái sự có hiện hữu, hữu ái. Người đang ngủ thì có thọ gì, tham ái với cảnh gì? Đang ngủ ngon thì có
Cái lúc ngủ ấy thì nó có vui hay nó buồn? Đây là nói ngủ chứ không nói giấc mơ. Khi ngủ thì tâm hữu phần khởi sinh. Nếu tục sinh thọ hỷ thì hữu phần thọ hỷ, tục sinh thọ giả thì hữu phần thọ giả. Tâm hữu phần bắt cảnh nghiệp cận tử của kiếp trước và nó tham ái với cái cảnh đó. Cái tâm hữu phần thì nó bắt cái cảnh của cái cảnh nghiệp cận tử ở kiếp trước. Nếu nó thích, nó hoa hỷ thì lúc nào nó hỷ. Nó mà xả thì lúc nào nó cũng xả. Ái cận tử nghiệp thì khổ với một kiếp sống mới. Mình tham ái với cái nghiệp cận tử đấy thì mình phải đi tái sinh. Theo cái nghiệp đấy mà đi tái sinh. Để có những người tham ái đối với cái nghiệp là thiện, dục giới thì đi sinh về cõi người, cõi trời thì mình khổ ở cái cõi người này. Nếu mà một người tham ái đối với một cái nghiệp bất thiện thì sinh về cái cõi khổ đau thì khổ ở cái cõi khổ đau này. Thì ái lúc nào cũng là nhân của khổ là vậy. Có người nghĩ rằng kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo thì đó là ái gì? Thọ gì? Sinh với tâm gì? Làm duyên cho ái gì nó sinh? Có ai nghĩ vậy không? Thấy cuộc đời nó khổ quá. Than vãn bằng kiếp sau làm cây thông đứng giữa trời reo. Thì cái người này có tham ái không? Tham ái với cây thông không? Và ra nhìn thấy cây thông đẹp quá, mình muốn làm cây thông. Đó là thọ xả sinh với tâm si, do ý xúc sinh, tham ái với phi hữu ái. Vì nghĩ rằng chết rồi là hết, chết rồi sẽ trở thành vật chất. Cái người mình về cây cối đó là vật chất. Mình nghĩ rồi chết rồi là trở thành vật chất, là mình lúc đấy là trở thành cái tâm, cái tà kiến phi hữu ái. Phi hữu ái, ái với một cái sự không còn hiện hữu của tâm thức, của linh, của một cái kiếp sau. Thì nó cũng là một cái sự tham ái. Có người thấy một đứa trẻ lang thang đi ăn xin thì cảm thấy thương hại, liền cho nó tiền. Khi được tiền thì đứa trẻ rất là vui, người cho cũng vui. Lúc sau thấy nó mang tiền đó đi chơi cờ bạc, làm việc xấu thì người cho cảm thấy hối hận. Khi hết tiền nó lại đến xin nữa thì ra vẻ lạnh lùng không cho nữa. Những lần sau nhìn thấy nó đi lang thang thì cảm thấy bình thường, vì biết rằng nó làm khổ nó. Vậy đó là thọ gì? Sinh với tâm gì? Thọ do cái gì xúc sinh? Trợ duyên cho tham ái với cái gì? Đi lang thang à. Câu trả lời này nó chạy đi chỗ khác quá rồi. Đi lang thang xin ăn, nhìn thấy một đứa trẻ thương hại liền cho nó tiền. Cái lúc mà mình thương hại thì nó là cái gì? Mắt mình tiếp xúc với mấy cảnh đáng thương thì mình khởi lên cái tình thương. Vậy cái tình thương này nó đi với cái tâm gì? Nó có yêu không? Nếu mà một cái tình thương và một cái lòng bi, cái tâm bi thì nó cũng không khởi lên tâm yêu. Nó cũng mình khởi lên tình thương rồi mong nó muốn thoát khỏi cái tình thương đấy, thì lúc ấy nó có cái tâm hỉ hoặc tâm xả, vì mình cho nó tiền xong rồi mình cũng hoan hỉ. Rồi khi mà mình thấy nó cầm tiền đi chơi làm việc xấu thì lúc đấy khởi lên tâm hối hận thì nó là thọ yêu. Lúc ấy là buồn phiền đi với tâm sân. Khi hết tiền rồi nó đến xin nữa thì lạnh lùng không cho nữa, thì lúc ấy nó là thọ xả. Thọ xả này thì nó đi với tâm gì? Lạnh lùng. Khi mà mình lạnh lùng đến hỏi không thèm nói, gọi không thèm thưa, không vui không buồn, coi như là dừng dưng, coi như là không nghe không thấy, thì nó lúc đấy nó là tâm gì? Lúc đấy nó có là tâm thiện hay tâm bất thiện? Lúc đấy nó vẫn là tâm bất thiện. Lúc đấy nó là cái tâm ngã mạn, thọ giả. Những lần sau nhìn thấy nó đi lang thang thì cảm thấy bình thường, biết rằng nó tự làm khổ nó, thì lúc này nó mới là thọ giả. Thọ giả thiện này. Lúc này nó mới là tâm xả này. Tâm xả do mình hiểu đúng cái nghiệp của nó. Còn cái lúc mà mình lạnh lùng thì nó lại không phải là cái tâm xả. Lúc đấy nó vẫn còn là cái tâm ngã mạn, mình khinh thường, nó gọi là cái tâm khinh thường. Tâm khinh thường, không thèm nói, không thèm nghe.
Còn cái lúc này là mình cái tâm thọ giả là mình biết là nó khổ là do nghiệp của nó khổ là do nó đang tạo cái ác nghiệp, nó tự làm khổ nó. Vì nó tạo nhân gì thì nó chịu quả báo đấy. Thì cái lúc đấy là có cái sự suy xét đúng, có cái sự tác ý đúng, cho nên nó sinh ra cái tâm giả. Vậy thì nó có những cái cảm thọ trợ duyên cho tham ái. Vậy cái lúc đấy mình tham ái với cái gì? Với một cái đứa trẻ đấy, khi mình cho nó tiền thì mình tham ái với cái đứa trẻ đấy. Nhưng mà sau khi mình thấy hối hận, cái thọ yêu mà khi mình thấy hối hận này thì nó trợ duyên cho tham ái với cái gì? Nó tham ái với chính mình. Mình nhẹ dạ cả tin quá, bây giờ thấy hối hận. Và cái lúc đấy là nó khởi lên cái tâm tham ái với chính mình. Khi hết tiền nó đến xin nữa thì lạnh lùng khinh khỉnh không cho nữa, thì nó là thọ xả. Thì lúc đấy nó trợ duyên cho tham ái cái gì? Nó cũng tham ái với chính mình. Đừng hòng ông thương mày, ông chỉ thương ông thôi nhá. Nó cũng tham ái với chính mình đấy. Những lần sau mà nhìn thấy nó đi lang thang thì mình cảm thấy bình thường. Mình biết là nó khổ là do nghiệp của nó khổ là do nghiệp của nó. Với một cái tâm dửng dưng bình thường này thì nó trợ duyên cho tham ái cái gì? Lúc ấy này nó ái cái đứa kia hay nó ái mình? Cái tâm này nó ái bên trong hay nó ái bên ngoài? Cái tâm đấy là cái tâm này nó ái chung chung. Nó ái chung chung luôn. Hay nó ái chung chung tất cả chúng sinh. Bên trong cái tâm này nó tâm bình đẳng mà. Cái tâm mà tâm xả ấy, là cái tâm bình đẳng. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp. Chúng sinh khổ là do nghiệp, chúng sinh tạo cái nghiệp thiện bất thiện, chúng sinh hết khổ đau là do tạo cái nghiệp thiện. Vậy thì chúng sinh trong đó mình là chúng sinh, người là chúng sinh, tất cả mọi người đều là chúng sinh. Thì cái lúc đấy, cái thọ đấy nó tham ái với tất cả chúng sinh. Cái ái. Nên cái người có cái tâm thọ xả là người có cái ái mênh mông nhất. Tâm thọ xả. Đang đi ở trong rừng trông thấy một con cọp, sợ quá rủn hết tay chân thì có cảm thọ gì, làm duyên cho cái ái cái gì? Chưa gặp tình huống này bao giờ. Sợ hãi thì đi kèm với thọ yêu, do nhãn xúc sinh trợ duyên cho tham ái với mạng sống. Do thọ yêu sinh nên tham ái mạng sống sinh, thọ yêu là nhân, tham ái mạng sống là quả. Ái mạng sống thì sẽ cố chịu khổ để bảo vệ mạng sống. Cái lúc đấy thì mình sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ được mạng sống à. Có khi phải đánh nhau với con cọp này để mà sống, có khi phải nhảy xuống vực để mà sống, có khi phải trèo lên cây để mà sống, có khi mà nhìn thấy rừng gai góc thì cũng phải trà đạp lên để mà chạy để mà sống. Đó là do cái gì? Ái với cái gì? Đứng trước cái nguy cơ này, mất mạng đến nơi rồi, mình thà hy sinh chân tay để kiếm lấy mạng sống mà. Thì nếu lúc ấy mình đang vác một cái bao tải tiền ở trên người, mình cũng phải quăng đi để mà hy sinh cái vật bên ngoài để kiếm lấy thân trước, không? Nhưng mà lúc ấy mình đang vác người thân thì có dám bỏ đi không? Nếu lúc ấy mình đang dắt người thân đi chơi, nhìn thấy con cọp thì lúc ấy làm sao? Bỏ người thân để chạy, hay là mình sẽ bảo người thân chạy đi để mình đứng lại? Hy sinh mình hay hy sinh người? Thì mình ái với cái gì thì mình ái với cái gì hơn thì mình sẽ bảo vệ cái mạng sống đấy. Nhưng mà có người thì bảo tôi phải bảo vệ tài sản, tôi hy sinh tôi bảo vệ tài sản, thì nó có mình quẳng tài sản đi, mình đứng đây mình chiến đấu. Có người thì ái với bản thân mình thì mình chạy trước. Còn có người mình ái với lại cái người thân thì mình bảo vệ người thân. Nhưng bây giờ mình thấy cái con gà, mình thấy con gà trọi thì nó hay đánh nhau, phải không? Đôi khi mình trêu nó cũng ra nó tấn công mình. Nhưng mà một cái con gà mái thì có bao giờ mình thấy nó cắn nhau không? Có mà ít, mà có bao giờ nó săn người nó mổ không? Không. Nhưng mà khi mà nó nở một đàn con thì sao? Lại gần là bắt đầu nó xù ra nó mổ. Vậy tại sao lúc ấy nó lại hung dữ vậy? Tại vì nó tham ái với đàn con, nó nhiều chết thì nó bảo vệ.
rồi cái tâm tham ái nó vẫn, lúc đấy thì cái người mẹ bao giờ cũng yêu quý những đứa con, thì nhiều chết thì bảo vệ con cái. Khi nhìn kỹ, khi mà mình gặp con cọp ấy nha, mình tưởng nó là cọp mà thì mình sợ, nhưng mà khi nhìn kỹ thì không phải cọp, chỉ là đống đất giống hình con cọp thôi. Thì lúc đó mình có thọ gì và có duyên với ái cái gì, lúc đầu mình tưởng con cọp mình sợ buồn rùn ra, nhưng mà nhìn kỹ là ô không phải cọp, chỉ là đống đất thôi. Thì lúc ấy còn sợ không, thì nó chuyển thành cái cảm thọ ấy, nó thành thọ gì, nó chuyển thành thọ hỷ. Ê, ô, mừng quá thoát chết rồi, không phải là cọp mà là đống đất. Thì lúc đấy là thọ do nhãn xúc sinh, làm duyên cho ái với mạng sống. Thọ hỷ sinh nên do ái mạng sống sinh, thọ hỷ là nhân ái mạng sống là quả. Ái mạng sống thì sẽ rất khổ khi mạng sống bị đầy rồi. Mình cứ tham ái với mạng sống là cứ lúc nào cái mạng sống bị đầy rồi mình sẽ rất là khổ. Điều mình mà đang đi, mình nhất là cái người hay đi xem bói, người ta bảo là trong năm nay là anh sẽ chết, thì nó mới có vui được đâu. Hoặc là có người đi khám bệnh mà người ta bảo là cái bệnh này là không có sống được lâu nữa, thì cái người đấy về là sẽ âu sầu, buồn phiền, khổ sở, chết dần chết mòn. Đến lúc mà mình đã trở nên tiều tụy lắm rồi thì đi khám lại, thì bảo người ta khám nhầm không bị nữa, thì lúc ấy nó chuyển thành cái thọ gì, từ cái thọ yêu nó chuyển thành thọ hỉ. Ôi mình thoát chết rồi. Thì cả hai cái thọ này nó đều là trợ duyên cho cái gì, nó đều trợ duyên cho tham ái mạng sống. Hỉ nó cũng tham ái mạng sống, yêu nó cũng tham ái mạng sống, thọ xả nó cũng tham ái mạng sống. Lần sau đi qua khu rừng đó nhìn thấy đống đất hình con cọp một cách thản nhiên, thì thọ duyên cho ái gì? Là thọ xả trợ duyên cho tham ái với mạng sống. Lúc em nó đang nghĩ này, ồ, thế là cái mạng sống của mình được bình yên rồi, yên tâm, đi qua đây là không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu mà lo, nó chỉ là đống đất, không phải cỏ. Thì lúc đấy nó dửng dưng, nhưng nó vẫn có cái tham ái với mạng sống, tại vì nó nghĩ là cái mạng sống đã được bình yên. Thọ xả sinh nên ái mạng sống sinh, thả là nhân thông ái mạng sống là quả. Tại sao thọ hỉ, thọ yêu và thọ giả đều là nhân cho tham ái với mạng sống? Thọ hỉ cũng tham ái mạng sống, yêu cũng tham ái mạng sống, và thọ giả cũng tham ái với mạng sống. Tại sao? Thọ yêu trợ duyên khi ái bị đe dọa. Ái, tức là cái mà mình yêu quý bị đe dọa thì mình khởi lên thọ yêu. Mình yêu quý cái gì mà cái người đấy bị đe dọa mình thọ yêu. Hỉ trợ duyên khi ái được toại ý, xả trợ duyên khi ái diễn ra bình thường. Ái đi với yêu thì khổ về yêu, ái đi với hỉ thì khổ về hỉ, ái đi với xả thì khổ vì xả. Trong cái ái hỉ, ái yêu và ái xả thì mình thích cái ái gì nhất? Thích cái ái gì mà ái gì là mình thích nhất? Trong ba cái khổ ấy, khổ mà có vui, khổ vì vui, khổ vì khổ và khổ vì không vui không khổ, thì mình thích cái khổ nào nhất? Cái nào cũng là khổ, chọn một trong ba cái khổ này thì mình sẽ chọn cái khổ nào? Thế nào là khổ vì ái yêu, thế nào là khổ vì ái hỉ, và thế nào là khổ vì ái xả? Có ba cái ái này, mình sẽ chọn cái nào nhá. Nó nhảy lung tung đâu nhỉ? Khổ vì ái yêu, khổ vì ái hỉ và khổ vì ái xả. Thế nào là khổ vì ái yêu? Thế nào khổ vì ái xả? Đáp này, thọ yêu trợ duyên ái bị đe dọa. Đây là một câu hỏi nữa. Một cặp nam nữ ái luyến nhau này, khi gặp nhau thì hỉ, khi xa nhau thì yêu, ở với nhau thì xả, xa lìa thì lại yêu, như thế là thọ duyên cho ái gì?
khi thọ sinh nên ái sắc thanh hương vị xúc của người nam và hoặc người nữ sinh thọ là nhân, ái với sắc thanh hương vị xúc của cái người nam nữ đấy là quả. Khi sắc thanh hương vị xúc tàn thì ái cũng tàn, ái tàn thì khổ vô vàn, vì ái vốn là nhân của khổ. Khi mà mình tham ái với một cái người nam hoặc người nữ thì mình ái cái gì? Một là ái thì người đó đẹp, mà mai nữa người đó xấu thì sao? Còn ái được nữa không? Hết. Thì hôm nay người thấy người đó đẹp thì mình ái, mà thấy người đó xấu không ái nữa. Đấy là thọ do ái, ái sắc nó sinh. Hoặc là ái thanh, mà ôi cái người này hát hay quá cho nên là ái. Ngày mai tự nhiên là người đó hát dở là không ái nữa. Hoặc là người đó có mùi hương thơm, xịt nước hoa nhiều ấy ái. Mai quên được xịt nước hoa là không ái nữa. Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc. Có thể là mình sẽ ái một trong năm cái đấy. Hoặc là mình ái cái người nào mà ái cả năm cái này thì không dứt ra được. Nhưng mà chỉ cần một cái là đủ ái rồi. Sắc thanh hương vị xúc tàn thì ái cũng tàn. Tức là có một cái gì đó là cái mà mình ái đấy mà khi mà bị mất là mình hết ái tàn, ái hết ái rồi thì khổ. Đây là cái đáp cho cái câu hỏi trước này. Ái khổ vì yêu, vì không có hỷ. Cái câu này nó nhảy cái câu hỏi của nó lên nha. Đây này, thế nào là khổ vì ái yêu, thế nào là khổ vì ái hỷ và thế nào là khổ vì ái xả? Đây là câu hỏi và cái câu trả lời nó ở đây ha. Ái khổ vì yêu vì không có hỷ. Ái khổ vì yêu vì không có hỷ. Ái khổ vì hỷ, vì hỷ rồi sẽ có yêu. Ái khổ vì xả rồi sẽ có cả yêu và hỷ. Ái khổ vì yêu, tức là mình tham ái rồi mình sinh ra cái tâm thọ yêu. Bởi vì mình vì trong vui thì nó không có khổ, vì mình chỉ mong muốn cái niềm vui mà chứ mình không mong muốn cái nỗi khổ. Cho nên là khi nỗi khổ nó đến thì mình chỉ có mong muốn cái niềm vui thôi. Ái khổ vì hỷ, vì khổ vì hỷ rồi sẽ có yêu. Tức là cái niềm vui đấy nó không thể duy trì mãi được. Mình cố gắng bảo vệ cái niềm vui, cố gắng bảo vệ cái niềm vui, cố gắng bảo vệ cái chức của mình ấy. Ví dụ bây giờ mình đạt được một cái gì đó, mình cố gắng bảo vệ cái đó. Nếu có một cái vị tướng quân chinh chiến ngang dọc mãi về sau nên được làm vua. Khi được lên làm vua rồi thì hỉ mà thích quá. Lúc đấy là lâm chén khải hoàn. Xong rồi suốt ngày đêm canh gác bảo vệ. Thì lúc nào nó cũng rình rập, lúc nào cũng rình rập để bảo vệ cái thành quả này, để bảo vệ cái niềm vui này. Hay là có người mình thích một cái cảnh đẹp gì đấy, rồi suốt ngày mình phải chăm sóc cho cái đẹp đấy, chăm sóc cho cái cảnh đẹp đấy. Nhưng mà có bảo vệ được nó mãi không? Rồi một lúc nào đó nó cũng tan mất. Mình ái một cái sắc nào đấy thì suốt ngày mình chăm sóc cho cái sắc đấy. Rồi lúc nào cũng chăm sóc nó thì mình cũng khổ. Trong hỷ rồi nó sẽ có yêu mà. Một ngày nào đó thì cái sắc nó cũng tàn thì mình cũng khổ. Mình chăm sóc cho một cái, chăm sóc cho bất cứ cái gì đấy, đến lúc này nó cũng bị hủy hoại. Vì hỷ rồi nó sẽ đi đến yêu. Ái khổ vì xả rồi sẽ có cả yêu và hỷ. Bây giờ mình dừng dưng nhưng mà nó không thể liên tục như thế được, cái gì nó cũng là vô thường. Mọi cái nó không có êm đềm mãi được, sẽ có lúc vui, lúc buồn. Cho nên là còn ái là còn khổ. Cứ lúc nào mình thấy mình còn ái thì lúc đấy mình biết là còn khổ. Có người thấy một đứa trẻ đang tham ăn xin cảm thấy thương. À, cái này qua rồi mà. Có người có một dự định làm việc thiện với tâm trạng thản nhiên, trong khi làm việc thiện cảm thấy cũng vui vẻ. Khi làm xong việc thiện rồi nhớ lại, cảm thấy hoan hỷ tự hào, nghĩ rằng ta làm được một việc, ta tạo được một danh tiếng lớn.
Vậy thì nó là thọ gì, do cái gì xúc sinh, sinh với tâm gì, trợ duyên cho tham ái với cái gì. Một cái người mà đi làm việc thiện ấy, giờ mình đi làm việc thiện thì có người dự định đi làm thiện, mình thấy bình thường, khi làm việc thiện thì rất là vui, khi nhớ lại thì thấy họ tự hào, mọi người sẽ nhớ ơn mình lắm. Đang có dự định mà thản nhiên thì thọ xả, với tâm thiện dục giới, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với người khác, trong khi làm việc thiện cảm thấy vui vẻ thì cũng là thọ hỷ, tâm thiện dục giới do nhãn xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với chúng sinh, với cái chúng sinh khác, những cái đối tượng mà mình đang giúp ấy. Khi làm việc thiện xong rồi, mỗi lần nhớ lại cảm thấy hoan hỷ tự hào, nghĩ rằng ta làm được một danh tiếng lớn, đó là thọ hỷ sinh với tâm ngã mạn. Thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với tự ngã, là tham ái với chính mình. Có người nghĩ rằng chết rồi là hết, nên cứ thản nhiên hưởng thụ ngũ dục sắc thanh hương vị xúc, thì nó có thọ gì, sinh với tâm gì, do căn gì xúc sinh và tham ái với cái gì. Chết rồi là hết đấy, đó là thọ xả, sinh với tâm tham tà kiến, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với dục ái, hữu ái, vi hữu ái, thì cho rằng chết là hết, một loại tà kiến cố định đáng vào đại địa ngục. Có người đi chùa cúng dường tam bảo với tâm hoan hỷ, phát nguyện do sự phước báo cúng dường này, cầu mong cho con kiếp sau là một người gặp chánh pháp, tu hành chứng đắc niết bàn. Vậy đó là thọ gì, sinh cùng với tâm gì, do căn gì xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cái gì. Khi mà mình làm một cái việc thiện gì đó, mình cúng dường, mình phát nguyện sinh làm người gặp chánh pháp, tu tập chứng đắc niết bàn, thì cái đấy là tâm thiện hay bất thiện? Đấy là tâm thiện. Tâm thiện đấy thì nó cái cảm thọ đấy thì nó có trợ duyên cho tham ái không? Cái cảm thọ mà nó sinh ra ở tâm thiện nó có trợ duyên cho tham ái không? Tâm bất thiện nó đã trợ duyên cho tham ái rồi. Vậy thì cái tâm thiện nó có trợ duyên cho tham ái không? Đấy, thì nó có cả đi cả về tâm thiện. Đó là thọ hỷ sinh cùng với tâm thiện dục giới, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái, được sinh trở lại làm người tu và chứng đắc niết bàn ở tương lai. Ái người tu sẽ chấp nhận nỗi khổ của người tu. Cái lúc đấy mình phát nguyện kiếp sau còn sẽ làm người tu tập để chứng đắc niết bàn, thì có nghĩa là mình tham ái với cái gì? Mình tham ái với cái người đấy, mình tham ái với người tu đấy, mình tham ái được trở thành người tu ấy. Mà cái ái của người tu ấy thì nó sẽ khổ với cái gì? Nó sẽ khổ với cái nỗi khổ của người tu. Người tu thì có nỗi khổ gì? Cái nỗi khổ gì mà nó lại tham ái với nỗi khổ? Có nỗi khổ về già, về bệnh, về chết ấy. Thì cứ còn việc sầu bi khổ ưu đãi, cứ còn sinh ra thì còn tử, thì cái đấy là cái khổ. Bây giờ thì có người nhàm chán sự đời ở cõi dục giới, nên chuyên tâm tu tập thiền định, chứng đắc các tầng thiền sắc giới và nguyện sinh về sống ở cõi Phạn Thiên. Đó là thọ gì? Thọ do căn gì xúc sinh, sinh cùng với tâm gì, trợ duyên cho tham ái với cái gì? Cái người mà muốn tu tập mà chứng đắc được thiền định ấy, thì phải nhàm chán. Thì phải nhàm chán hết những cái vui buồn ở cái cõi đời. Còn nếu mình mà ưa thích những cái cõi đời thì không chứng đắc được thiền định. Còn ưa thích những cái niềm vui ở dục giới, còn ưa thích những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc. Mà cái tâm mà tham ái đối với cái cảnh sắc thanh hương vị xúc ấy nó mà mạnh, thì là cái người đấy không nhập định, không phạm định được. Mà nó phải có cái tâm nhàm chán đối với sắc thanh hương vị xúc, đối với các cái cảnh ở cái cõi dục giới, thì cái người đấy sẽ nhập được vào các tầng thiền, đó là chứng đắc được định. Thì chứng đắc được định rồi thì khi mình vào các tầng thiền định thì nó vẫn có thọ. Viễn sơ thiền nó có thọ hỷ, nhị thiền thọ hỷ, tam thiền thọ lạc, tứ thiền thọ giải. Thì cái thọ đấy nó trợ duyên cho ái gì?
thọ duyên ái mà, thọ của các tầng thiền ấy, nó cũng duyên cho ái. Nếu chứng sơ thiền, nhị thiền thì thọ hỷ, tam thiền thọ lạc, tứ thiền thọ xả. Thọ sinh cùng với tâm thiền sắc giới, là thọ do ý xúc sinh, ý nó tiếp xúc với cái cảnh này, cái tướng này, nó sinh, trợ duyên cho tâm hữu ái, tham ái với sự hiện hữu lâu dài ở cõi phạm thiên. Cái thọ đấy nó lại sinh ra cái tham ái đối với lại đối với cái sự an lạc này, tham ái đối với cái hỷ lạc, và nó sinh về cái cõi phạm thiên. Ái phạm thiên thì khổ vì phải sống một kiếp quá dài. Nếu mà cái người nào tham ái với cái phạm thiên này thì sinh lên cõi phạm thiên thì phải sống một kiếp quá dài. Mà sống lâu thì là khổ hay sướng? Sống lâu, sống lâu quá nó cũng khổ à. Lâu vừa vừa, lâu quá khổ. Bây giờ nhìn thấy một cái người nào mà người ta sống, người ta già 100, sống trên 100 tuổi đấy, thì người ta khổ hay sướng? Thì cái gì nó kéo dài? Cái người đấy là tuổi trẻ nó kéo dài, hay là tuổi trung niên nó kéo dài, hay tuổi già nó kéo dài? Tuổi già nó kéo dài. Mà già thì cái gì? Vui ít khổ nhiều. Nhưng mà về phạm thiên thì nó không có già. Sinh ra trẻ, lớn lên cũng trẻ, già rồi cũng trẻ, không có già. Chư thiên đúng không ạ? Chư thiên mà sinh ra một cái là trẻ, lớn lên cũng trẻ, già cũng trẻ, lúc nào cũng trẻ. Phạm thiên lúc nào cũng trẻ, không có già. Nhưng mà vẫn khổ, sống lâu quá nó chán. Rồi đến lúc này lại phải hết cái kiếp phạm thiên ấy, lại phải tái sinh, vì có sinh thì phải có tử, cho nên là cũng chán. Có người nhàm chán cái sắc thân vật chất này, phải có quá nhiều nỗi khổ đau nguy hiểm, nên chuyên tâm thực hành thiền định chứng đắc thiền vô sắc giới. Vậy có thọ gì, đi với tâm gì, do căn gì, xúc sinh tham ái với cái gì? Nếu mà chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì nó chỉ có một thọ, đó là thọ xả. Thọ sinh cùng với tâm vô sắc, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với phạm thiên vô sắc. Tức là mình sẽ tham ái đối với cái cõi chỉ có tâm mà nó không có thân, vô sắc cũng là không có thân. Người đã nhàm chán với sắc thân nhưng lại tham ái với lại cái tâm, tham ái với lại thọ tưởng, tham ái với thọ tưởng, mà nhàm chán đối với sắc thân thì nó sẽ sinh về cái cõi mà vô sắc, cõi mà không có thân. Có người nhàm chán cái tâm thức này vì nó quá nhiều lăng xăng phiền muộn, nên chuyên tâm tu tập thiền định chứng đắc tứ thiền với ước nguyện sinh về cõi không có tâm. Nhưng mà có những cái người thì lại nhàm chán đối với tâm, có người thì nhàm chán với thân, có người thì thấy là thân này thật là bệnh hoạn nhiều nỗi khổ, nên là mong sao ta không có thân, không còn thân. Thì cái người đấy lại chuyển cái ái thành cái ái tâm, cái tham ái nó chuyển sang là tham ái với cái tâm thức. Nhưng mà có người thì lại nghĩ rằng cái tâm này quá nhiều phiền muội, quá nhiều cái năng chăng, quá nhiều những cái khổ não, cho nên là nhàm chán đối với cái tâm. Khi mà người đó nhàm chán với cái tâm thì nó chuyển sang tham ái với cái thân. Cái người mà nặng về tham ái cái thân mà chứng đắc tứ thiền thì đến khi chết sinh về cái cõi vô tưởng, là thọ xả, sinh với tâm thiền sắc giới, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cõi phạm thiên vô tưởng. Cái người đó tham ái với thân mà không mà nhàm chán tâm thì sinh về cái cõi vô tưởng. Ái vô tưởng thì sẽ khổ vì một kiếp sống lâu dài không có tâm, chỉ có thân mà không có tâm. Cái thân nó vẫn sinh diệt liên tục, vẫn vô thường, khổ vô ngã liên tục. Có người nhàm chán đối với khổ đau sinh tử, chuyên tâm thực hành giới định tuệ, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì đó là thọ gì, sinh với tâm gì, thọ do căn gì, xúc sinh và tham ái với cái gì? Có người thì nhàm chán hết, nhàm chán cả thân, nhàm chán cả tâm, nhàm chán luôn cả khổ đau sinh tử. Người nhàm chán, cho nên là thực hành giới định tuệ, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, thì nó sẽ tham ái với cái gì? Đó là thọ xả, sinh cùng tâm siêu thế, thọ do ý xúc sinh, thọ xả ở tâm quả siêu thế, không trợ duyên cho tham ái. Vì tham ái không sinh nên khổ đau được đoạn trừ, chấm dứt luân hồi trong tam giới. Hết tham ái thì hết khổ. Đấy, cuối cùng là vậy ha. Cuối cùng là thọ do, thọ sinh ra ái, ái sinh ra khổ. Muốn hết khổ thì phải hết ái.
mình cứ còn ái thì còn khổ. Bây giờ cứ nhìn xem là mình có bao nhiêu cái mình quý, còn có nhiều cái mình quý thì mình biết là mình còn có nhiều cái khổ. Bao giờ mình phải hết cái mà mình yêu quý thì lúc đấy mới hết cái khổ. Cho nên là một cái người chứng đắc, một cái bậc thánh chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì cái bậc ấy đoạn trừ được tham ái. Cho nên là phải thực hành giới định tuệ để đến cái mục tiêu là để đoạn trừ tham ái. Đoạn trừ tham ái thì chấm dứt khổ đau trong tam giới. Ái là khổ, hết ái là hết khổ. Tại sao phải quán thọ duyên ái? Quán cái thọ duyên ái để làm gì? Vì ái là nhân của khổ đau sinh tử, muốn giải thoát khổ đau sinh tử thì phải diệt được tham ái. Cái mục tiêu mà cái giáo pháp của Đức Phật dạy, cái pháp duyên khởi ấy, là mình để mình tìm ra cái cội nguồn, cái nguyên nhân, cái gốc rễ của khổ đau để mà diệt trừ nó đi. Để mà cái gốc rễ của khổ đau là tham ái. Mà bây giờ mà muốn diệt được tham ái thì phải diệt cái gì? Muốn diệt được tham ái phải diệt cái nhân nó sinh ra tham ái. Đó là phải diệt được thọ. Diệt được thọ thì ái mới diệt trừ được ái. Chứ bây giờ nhỉ, tôi quý cái gì tôi diệt cái đấy thì mình có, nó có hết được ái không? Mình cứ ái cái gì mình diệt cái đấy. Ái cái gì mình diệt cái đấy thì nó có hết ái đâu. Nó không hết được, nó không hết được cái đấy. Mà mình phải tìm ra được cái gốc rễ, cái nhân sinh ra cái ái đấy để diệt nó thì nó mới hết. Chứ mình cứ diệt cái mình ái là mình sẽ tạo tội lớn đấy, tà kiến lớn. Nhân sinh ra ái, vậy thì mình phải diệt ra cảm phái. Phải quán cái thọ, nó sinh ra ái, phải diệt cái thọ. Nhưng mà muốn diệt cái thọ thì phải làm sao? Lại phải tìm cái nhân nó sinh ra thọ thì mới diệt được nó. Mà cái nhân sinh ra thọ là gì? Là xúc. Đấy, muốn diệt được thọ thì phải diệt xúc. Đấy, nhưng mà muốn diệt được xúc thì phải gì? Lại phải tìm cái nhân sinh ra xúc. Mà nhân sinh ra xúc này là gì? Nó sáu căn sáu trần đấy. Thì phải diệt được sáu căn sáu trần thì nó mới hết xúc. Diệt sáu căn sáu trần là làm sao? Mà nhắm mắt lại, bịt tai lại. Thế bây giờ mà muốn diệt được sáu căn sáu trần thì phải tìm ra cái nhân sinh ra sáu căn sáu trần là cái gì? Là danh sắc. Danh sắc duyên cho lục nhập đấy. Danh sắc. Vậy thì muốn diệt được danh sắc thì lại phải tìm cái nhân sinh ra danh sắc. Mà nhân sinh ra danh sắc là cái gì? Là thức. Thức nó sinh ra danh sắc, bây giờ phải diệt nó. Thì bây giờ muốn diệt được thức thì lại phải tìm cái nhân. Cái nhân mà nó sinh ra thức. Vậy nhân sinh ra thức là cái gì? Là cái hành sankhara. Là cái hành, những cái hành động tạo nghiệp ấy. Những cái hành, những cái hành tư, tâm sở tư, cố ý tạo nghiệp ấy. Cái gì mà nó cố ý tạo nghiệp ấy. Thế những cái hành động tạo nghiệp đấy là cái nhân mà nó sinh ra thức. Mình diệt nó, diệt cái tư đấy thì nó mới có thể diệt cái sankhara, diệt cái hành động ấy, thì nó mới diệt được thức. Mà muốn diệt được cái hành thì phải tìm cái nhân sinh ra hành. Mà nhân sinh ra hành là cái gì? Là vô minh. Vô minh là ngu dốt. Vậy bây giờ muốn diệt được ái thì phải diệt từ cái gì? Diệt từ cái ngu dốt mà diệt đi. Cái người nào càng ngu dốt càng ái. Cái người nào ái nhiều là ngu nhiều ha. Vậy thì phải diệt từ cái vô minh. Vô minh diệt thì hành nó mới diệt. Hành diệt thì thức diệt. Vậy thì là cuối cùng là quán chiếu này là để tìm ra cái nguyên nhân của khổ đau để mà diệt trừ khổ đau. Diệt trừ khổ đau đến diệt trừ được vô minh là diệt trừ được vô minh. Mà vô minh nó sinh lên là do cái gì? Do cái gì mà sinh lên vô minh? Do cái sự hiểu sai sự thật. Hiểu sai sự thật, không biết sự thật, hiểu sai sự thật. Thì bây giờ cái người đấy chỉ cần hiểu đúng sự thật, thấy đúng sự thật, biết đúng sự thật thì người đấy sẽ diệt được vô minh. Có nghĩa là cái người đấy cần phải có trí tuệ mới diệt được vô minh. Muốn diệt vô minh phải dùng trí tuệ mà diệt. Trí tuệ nó diệt được vô minh. Muốn có trí tuệ thì phải có thiền định, thì phải có cái tâm định. Định nó sinh ra tuệ mà. Thì phải có định thì mới có tuệ. Muốn có định thì phải có giới. Vậy thì phải tu tập giới định tuệ là con đường có thể diệt trừ được ai. Đấy là cái cuối cùng đưa đến cái diệt được ai thì hết khổ đau. Đấy là cái vì vậy cho nên là phải quán thọ duyên ai.
mình phải diệt, mình phải diệt từ 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 đào đào được cái gốc, rồi lại phải đào tiếp, đào tiếp, đào cho đến tận cái gốc rễ tận cùng của nó, diệt cái rễ cái của nó là vô minh, thì mọi cái nó mới diệt được hết thọ duyên ái. Hết cái bài thọ duyên ái. Bài sau là ái duyên thủ. Ái, từ tham ái nó sinh ra chấp thủ. Vậy là đã hiểu về thọ duyên ái chưa? Xúc duyên thọ, thọ duyên ái chưa? Mọi người hồi hướng ha. Itam me punyam.